Vừa rồi thì chị giúp một bạn đã mà đạt được cái học bổng 45.000 trên cái học phí là 50.000 á. Chị cho em biết mấy bạn bạn đó là có gì xuất sắc khác người mà bạn đó đạt được cái học bổng khá là nhiều tiền như vậy chị? Thực ra là chị không có biết nhiều thông tin về cái chương trình học bổng này nha. Lúc đầu khi mà chị làm hồ sơ cho bạn này á, là dự tính là đăng ký một cái trường nào đó ở bên Nam Úc để cho nó có thể ưu tiên cho bạn sau này có khả năng định cư được dễ dàng. Thì bạn này học đầu bếp, chương trình đầu bếp nghề chứng chỉ 3 và chứng chỉ cao đẳng nhà khách sạn của trường Culinary Solution Australia tại Việt Nam, tại văn phòng của chị rồi. Thì khi mà bạn làm hồ sơ thì mình cứ đinh ninh là một là chọn cho bạn một cái trường được miễn giảm một năm học cộng với một cái học bổng nào đó chừng 20% thôi. Đó là cái kỳ vọng của mình. Tại vì có nhiều trường ở khu vực ở Nam Úc hoặc là Melbourne, nói chung là họ đang ưu tiên ở cái mức học bổng mà có thể cấp được chỉ khoảng 10 đến 20% thôi chứ không có nhiều hơn đâu. Thì do vậy khi làm hồ sơ cho em này thì cũng có nói chuyện với em ấy là nếu như chị xin cho em ở bên Torrens University, thằng Torrens nó có học bổng 30%. Và nó được miễn giảm một năm học, là thay vì học 3 năm thì chỉ học 2 năm thôi, thì các em đã có bằng cao đẳng về quản lý nhà khách sạn của Úc rồi nên được miễn giảm một năm học, học có 2 năm và được học bổng 30% nữa, thì như vậy nó cũng khá là tiết kiệm rồi đúng không? Mình học phí của trường Torrens thì 20 mấy ngàn một năm, học 2 năm mà có học bổng thì hồng hồng nó còn có 30 mấy ngàn cho 2 năm thôi, thì cũng cũng khá là tốt vì nó là trường đại học. Nhưng mà sau khi mà mình làm từ việc mới với em thì em ấy nói là em thích học trường Tháp. Thì em nói học trường Tháp thì được rồi, mà trường Tháp nó lại không có cho miễn giảm năm học đâu. Và học bổng trường Tháp em biết nó cũng rất là ít. Khi chọn cái trường này là do cái nguyện vọng của học sinh mình. Nếu bạn ấy cũng không có xuất sắc, điểm bạn ấy cũng không cao, bạn ấy chỉ xin trường nghề. Bạn ấy không yêu cầu gì cao cả, chẳng qua là bạn ấy muốn một cái sự an toàn để sau này chuyển định cư. Cho nên chị nói học chương trình 2 năm trở lên, đủ visa 4-8 năm là được rồi. Vì mình đi theo con đường đầu bếp để định cư, chứ mình không đi theo cái chương trình hệ cử nhân đó đâu. Hệ cử nhân chỉ phục vụ mục tiêu đảm bảo rằng các em sẽ được học công bằng và được cộng điểm nó cao hơn so với một cái công việc chung là học bằng nghề á. Nếu mà đi du học nghề chỉ được cộng có 10 điểm, trong khi học tốt nghiệp đại học thì nó sẽ được cộng điểm cao hơn. Nên khi mà bạn ấy lựa trường thường thép á, là bạn ấy nói là cô hiện tại thì có thấy học phí nó cũng rẻ, thật sự là cái trường học trường thép học phí nó rất rẻ. Một năm nếu mà tính ra 2 năm 3 năm đại học của nó thì nó cũng mòn mòn có 49.000 à, thì bạn ấy là cái trường nó cũng rẻ đâu cô Huyền, không cần giảm con học cũng được. Tại vì cái trường khác mình đang đang có được miễn giảm học phí rất rẻ, là ở Melbourne nó có 10 mấy ngàn một năm thôi, học 2 năm bậc đại học cũng chỉ có 30.000 à. Thằng này chấp nhận 40 mấy ngàn điểm học lại 3 năm, tại vì nó là con thấy ngắn quá, con sợ là 2 năm là không có đủ để con chuyển định cư, nên là cô chọn con chương trình 3 năm cũng được. Đó là bạn bạn thích như thế. Sau một thời gian thì bạn bạn mới phát hiện ra, thì bản thân chị cũng bận quá, chị đâu có thời gian đâu. Nói thiệt luôn là mấy cái học bổng mà 30% 40% là thông thường, nó khá là phổ biến ở các trường và nó phổ cập cho học sinh và các đại lý du học. Nhưng riêng cái thời điểm này nó chỉ mới mở gần đây thôi, em thấy nó mở theo round đó. Năm nay thì cái thằng chương trình mà gọi là Australia Destination, đó là dành cho những bạn đi vô những vùng gọi là xa xôi hẻo lánh của nước Úc, và nó áp dụng cho cả học bổng người trong nước và quốc tế, chứ nó không áp dụng cho sinh viên quốc tế không nha. Nghĩa là sinh viên trong nước mà muốn đi về cái vùng sâu vùng xa của Úc đó để mà cống hiến, để mà giúp đỡ cho việc phát triển kinh tế vùng, thì thằng chính phủ Úc nó cũng cho học bổng luôn. Nhưng nếu mà học một sinh viên trong nước mà học hệ đại học đâu có được miễn học phí đâu, thì giống như mình là sinh viên nước ngoài vô cũng không được học phí, thì nó miễn học phí là do chính sách giảm học phí chứ không phải miễn học phí. Còn cái thằng này nếu mà bước học bổng này 15.000 một năm, nghĩa là một thằng sinh viên trong nước nó sẽ học những trường đại học lớn ở vùng ven và nó không phải đóng học phí luôn. Tại vì học phí của một trường đại học lớn thông thường mình là đóng 30 mấy ngàn, thì nó đóng có 10 ngàn à. Thế nên một thằng sinh viên nước nó sẽ tốn chỉ có 15.000 đổ lại, thì nó thấy rất là coi như là học bổng toàn phần, nó không phải đóng nào xu nào cả. Còn ta là sinh viên quốc nước ngoài vô thì chương trình đó nó sẽ cho chúng ta được cái mức học bổng 15.000 một năm, 3 năm là 45.000. Gần như là những cái bạn nào mà nắm được chương trình này thì cũng không dám nộp, biết thông tin cũng không dám nộp đâu, thì nó là sàng lọc mà em, nó đâu có phổ cập theo kiểu là học bổng 30% 20% mà nộp cái bậc một cái assignment mình vô là được đâu. Nhưng mà thằng bé nhà mình nó là con sinh viên của chúng ta lại hoàn toàn không có gì xuất sắc hết, nói thiệt luôn, hoàn toàn không gì xuất sắc. Tiếng Anh của em ấy thi được như 60 60 60 là điểm bao nhiêu, 62 vậy, nói chung là 62. điểm cũng không cao lắm, BT 60 62 gì đó, bạn cũng không cao điểm thi, điểm mình tới học tập phổ thông cũng không cao. Bạn ấy không tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, bạn ấy không thể có người học, chỉ học cái chương trình bắt cấp nghề của chúng ta thôi, và bạn ấy có một cái bộ hồ sơ kinh nghiệm làm việc đã đi làm bếp ở tại Việt Nam nữa. Thì cái hồ sơ vô nó hỏi là nó có một số những câu hỏi mà mình phải giải trình,
Ví dụ như là tại sao mày tham gia chương trình này, tại sao mày biết chương trình này, mày có biết là vùng này rất là khó khăn trong vấn đề đi lại hoặc là việc làm cái này kia không, thì mình phải thể hiện là cái năng lực về kiến thức của mình trong cái việc tìm hiểu thông tin thôi. À, bạn làm sao bạn viết được cái thư giải trình mà nó phù hợp với cái nguyện vọng của thằng chính phủ vùng là đang đi tìm những ứng viên có khả năng học hành ở mức tương đối, không bắt phải giỏi, nhưng mà có một ý chí tiến thủ, nghĩa là mình sẽ cố gắng để mình vươn lên và mình có sự cống hiến cho những cái mục tiêu phát triển vùng là được. Thì các em học sinh của mình khả năng ngoại ngữ của nó cũng tương đối, nghĩa là không phải dở tiếng Anh lắm, và khi mà bạn soạn cái nội dung đó thì chị cũng phải xem qua cho bạn. Khi bạn nói là cô Huyền có chương trình này nè, con nên tham gia không, thì nói là con nộp đi. Nhưng mà con biết là nó chỉ mở từ đầu tháng 7 thôi nha. À, nó không phải mở sớm trước đó, bạn ấy đăng ký khóa học vào tháng Giêng. Nhưng mà chị nói thôi, mình có thư mời đúng rồi đó, nhưng mà không cho đi học. Bạn ấy quyền con chờ được, cô cho con qua cái vùng đó đi. Là Bangura gì đó, là cái vùng đó là nó chỉ có một cái vùng đó là được thôi. Nếu mà ở Nam Úc. Ba đô xà vậy, chỗ này là À, ba đứa xã, chuyên gia cho nó cho chị trồng cứ chưa chị. trồng trồng nho cho toàn bộ nước Úc cũng như là tiểu bang đó. Em tới đây nhiều lần lắm rồi. Đẹp lắm chị. Thì cái vùng này là cái vùng nó đang thu hút cái người lao động tới, vùng này cũng tương đối hẻo lánh. Khi bạn nói là cô Huyền nó chỉ cho mỗi cái vùng này thôi, con viết thư giải trình cô gửi cho con nha, thì bạn này rất là nôn nóng cái chuyện ấy đâu, bạn ấy cũng không rành, thì bạn ấy nói cô Huyền làm dù sao cho con. Thế là chị dặn chị đem hết hồ sơ bên trường yêu cầu về đưa cho bạn ấy liền, rồi bạn ấy cứ một 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 đinh đinh là sẽ đậu được. Cô Huyền ơi, là nó rớt làm sao bây giờ, mình cứ cố gắng đi chứ cô biết làm sao được, nhưng mà cô sẽ cố gắng là điền mỗi đơn xin học bổng này kia là chị vai trình của chị điền hết. Bạn ấy không biết cách điền đâu, phải kêu ủa cô cũng thấy nó yêu cầu rất là cao, phải điền cái này kia rồi upload gì trên cái mạng này kia, con không làm nó có được không, thì con không cần phải làm gì hết, cô Huyền làm hết cho con. Nghĩa là chúng ta làm hết cho bạn ấy không hề tham gia vô cái chuyện mà xin học bổng đó, bạn ấy chỉ làm cho chị một cái thư giải trình thôi, còn quá trình nộp hồ sơ xử lý làm sao, hoặc là bên 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 đại lý của mình bên Úc họ gọi cho bên trường để mà nhờ bên trường là xử lý giùm cho cái hồ sơ này luôn kìa. Sáng ngày bạn bạn ấy hỏi chị, cô Huyền ơi, đợt một con thấy nó ra thư mời lên tới bao nhiêu phần trăm rồi, còn được có mấy chục suất thôi, mình có vô được không cô? Cái kiểu cứ yên tâm, để từ từ thế mình gọi qua bên trường á, ngày hôm đó là mới gọi xong 10 phút sau đã ra thư mời cho nhỏ luôn. Rồi gần như là chúng ta có một mối quan hệ, phải dựa cho mối quan hệ tốt nha. Cái hệ thống đó là nó mở cho tất cả người du học sinh trong nước và quốc tế, cho nên phải bắt kịp thông tin. Bây giờ nó không chỉ mở một vùng này đâu, nó vẫn còn đang tiếp tục tuyển sinh cho chương trình này, tại nó là chương trình của học bổng quốc gia của chính phủ Úc. Tất cả các tiểu bang khác nó cũng có luôn, nên em đi vô đó em thấy tất cả các trường có list tổng kết của học kỳ vừa rồi là lên tới 18 trường, và mỗi trường là nó có lên tới mấy chục suất á. À, thì không phải là giới hạn một riêng bằng thép Australia không, mà rất là nhiều vùng khác nhau của nước Úc, và tất cả các trường đại học lớn lớn mà có chi nhánh ở vùng sâu vùng xa, mà ở Bandura là phải có chi nhánh nữa, thì nó mới cho bổng này. À, thì do dạy những bạn nào mà muốn tìm cái học bổng này thì phải làm xuyên vô vô đi coi là mình học trường nào là một chuyện, và coi cái trường đó nó có cái chi nhánh ở cái vùng đó hay không thì mới có học bổng. Mình nó liệt kê ra, mình xin về vùng nào mình phải tìm hiểu thông tin thật là kỹ cái vùng đó, chứ mình không lấy thông tin chung chung của người khác được, tại vì nó còn xét cái phần GTE khi mà giải trình đó. Em phải thể hiện cái nội dung đó là độc nhất vô nhị, không có trùng lắp với thằng khác, mình đã soạn một nội dung phù hợp và chính phủ họ nhìn ra được cái nguyện vọng sát đáng của người này thôi, chứ đừng có dựa vào những cái thông tin chung chung ở trên mạng để mà lấy về là các bạn lọt nộp cái thư giải trình là không khi là được được cấp đâu. À, đó là cái ưu tiên. Còn cái chuyện học hành của bạn ấy, em nghĩ thì bạn ấy không tốt nghiệp đại học mà bạn ấy chỉ học cấp 3, rồi bạn ấy cũng có năng lực tài chính bất thực vừa phải, tiếng Anh cũng không quá giỏi đúng không, thành tích là đọc cũng không xuất sắc, chỉ chẳng qua là bạn ấy có một cái sự hỗ trợ của chúng ta trong đề giải trình cùng với bạn ấy cũng chịu khó đi tìm hiểu thông tin, chị cũng không có nhanh nhẹn bằng bằng sinh viên ở đâu, thật sự là lấy cái suất này là bạn ấy tự tìm ra đó. Còn cái người mà hỗ trợ tối đa thì chúng ta đều hỗ trợ cho bạn ấy, chúng ta không lấy phí, nó hoàn toàn không lấy phí học bổng này. À, bạn ấy ấy xong chúng ta soạn hết hồ sơ, chúng ta giúp các bạn hoàn thành hồ sơ và hoàn toàn không lấy thêm một cái phí nào, mặc dù học bổng này tới 45.000, mặc dù chúng ta hỗ trợ nhưng bạn ấy được thì cũng cũng một niềm vui. Thì bạn ấy bây giờ cũng cũng xong visa, xét visa có 2 tuần mà. À, nói chung là từ lúc mà nộp visa đi lăn vân tay sức khỏe khoảng một gần tuần sau á, nó xét chừng khoảng 10 ngày là ra visa, nhưng bạn ấy đâu đâu phải là cái dạng bình thường nữa, cho nên thì chỉ rất là dễ cấp visa. Bạn ấy vùng đâu, người gốc gác ở Vũng Tàu, em biết không, nhà này Vũng Tàu khó xin visa nha, Vũng Tàu là nơi khó xin visa. Chúng ta có mấy bạn ở Vũng Tàu á, là bạn Hồng Ngọc á, là cũng Vũng Tàu á, mà đi xin cái trường AA Poly là cái trường mà là level 3 đó,
À, level 3 em biết xếp visa là phải chứng minh tài chính. Dạ. Hồng Ngọc cũng vượt luôn, mà vì sao? Em ấy cũng 25 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà Hồng Ngọc là tốt nghiệp đại học, 25 tuổi rồi mà đi theo, theo nghề, đã có nghề phổ thông bằng cấp nghề của Úc, của chương trình, giống như mà chị giới thiệu đó, là nghề bằng cấp nghề chứng chỉ 3 về bếp cộng với quản lý nhà khách sạn của chúng ta rồi mới đi du học nha. Chứ Dạ. bạn ấy mà để mà học có một cái không là không có sự phù hợp á, là visa không lấy được đâu. Dạ Học dạ. trước là có cử nhân, trước là học về quản trị kinh doanh hay là cử nhân văn gì gì đó đó, nghĩa là hai cái ngành nghề nó không liên Khác quan á, nhau. Dạ thì dạ. không khá, xin học bổng là có thể được, nhưng mà xin visa bình thường cũng không dễ. Dạ, còn này là Có gì đó sẽ chịu lại kìa. không phải là chỉ có tiểu bang Nam Úc không, mà là nó nằm ở tất cả các bang luôn đúng không chị? Đúng rồi, nhiều tiểu bang khác nhau, và cái thống kê của người ta là người ta muốn hỗ trợ cho các thông tin các học sinh ra nước ngoài cộng với sinh viên trong nước, cho nên họ thống kê cả cái chuyện là bao nhiêu học sinh sinh viên nước ngoài, bao nhiêu sinh viên quốc tế được cái suất học bổng đó luôn. Dạ, em có À thấy nó đó đây là em có thấy là học bổng là up to là 15.000, có nghĩa là bạn này nhận được cái học bổng là cao nhất rồi đó, là cao nhất là mỗi năm là mức 15.000 cao à. nhất là 15 ngàn đó, và mỗi năm 15 ngàn nhân nhân cho 3 3 năm, năm đúng là rồi. 45.000. Và nếu mà tính luôn học phí của bạn này là 50.000, mà học bổng 45.000 là coi như là bạn này được học bổng tới 90% luôn rồi chị. Đúng rồi, đúng rồi, Đó, bạn ấy học bổng là tối đa dạ. đó. Thì qua đây là bạn nó chỉ có lo chuyện sinh hoạt phí, còn 5.000 đó em nghĩ là coi như là 5.000 đó là không đáng là bao nhiêu luôn á. 5.000 đó thì bạn nó mình thấy rất là đơn giản. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cái ngành ở cái vùng mà Barossa đây á là em thấy trồng nho rất là nhiều, và nhà máy sản xuất nho nhiều, và cái nhà hàng cũng nhiều, cũng như là có sản xuất phô mai rồi này. Đó, hồi xưa em cũng có đi tới đây, nói chung em đi tới đây là khoảng 3 4 lần rồi đó chị. Lần em đi với gia đình em, rồi lần đi với mấy bạn học viên của em, bạn Ngọc, bạn Vũ, rồi bạn Dũng, rồi nói chung là đi tới đây chụp hình quay phim rồi cũng khá là nhiều lần. Và em thấy vùng này nó có rất là nhiều cái rượu rất là nổi tiếng luôn á, thậm chí là nó có cái festival rượu riêng cho cái vùng này luôn đó, một năm mỗi năm người ta cũng về đây một lần. Nói chung là chắc là cái vùng này nó cũng ấy, nhưng mà bị cái giới hạn là ít cái người về vùng đây Đúng quá, rồi, cho nên là người ta mới mới đưa mới ra cái đưa này. ra cái học bổng này để cho các bạn về cho nó đông dân lên thêm. Và một cái nữa thì nó mỗi mỗi năm nó có một một cái gọi là festival của cái rượu với lại cái winery ở đó, thì đa số là mỗi năm chỉ có một tháng thôi, còn lại mấy tháng kia thì vắng, chỉ có khách du lịch thôi à. Đất đây rộng lắm, rồi chị mà đi từ trên đồi chị đi xuống cảnh 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 nó rộng khủng khiếp luôn á, farm rượu rượu nho nó đầy luôn. Ok. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.